Mình xin chào cả nhà nha. Ngày mới chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe cả nhà. Thì sáng nay mình đi ra vuông mình bơm nước cả nhà để chuẩn bị cho vụ ruộng mới ha. Thì năm rồi á, mình với ba không có làm ruộng. Mình với ba nuôi tôm càng á cả nhà. Thì năm rồi mình nuôi tôm càng thấp quá, thì giá nó thấp nữa. Thì năm nay mình quyết định làm ruộng lại cả nhà. Làm vụ đông xuân nè. Rồi chiếc xuồng hả, mưa hổm gầy nó chìm luôn rồi cả nhà ấy. Rồi mấy cái này của mình đã nó gió nó thổi đâu tiêu chưa ta, hổm gầy mấy cái ống bọng là chứ nha, tiêu rồi, chút nữa mình ra mình mò mới được. Xuồng á, mưa hổm gậy nó chìm luôn rồi cả nhà. Giờ mình xuống mình tát nước xuồng đi. Xuồng này cũng mới vừa tắt xong rồi cả nhà. Mình sẵn mình bơm nước nè, mình căng ba cái lú ra. Coi còn tôm không cả nhà? Còn tôm thì mình bắt vô mình ăn ha. Làm ẩm thực. Cái xuồng này nó lắc dữ lắm cả nhà. Xuồng bị ca. Đặt mấy cái lú kiếm mớ tôm vô làm ẩm thực ăn cả nhà. Không biết còn không nữa. Hổm gầy mưa quá trời bỏ đại luôn. Coi có gách không cả nhà, hổm gầy cua kẹp mình không có giá được, để đặt cái có tôm nó ra hết quả thì gồng riêu nó đóng quá trời.
cây nào cũng gồng ghiệu đó. Mình bơm cho nó cạn cạn chút, cái mình lấy mấy cái vớn ra, mình đặt kiếm mớ giáo với tép ăn đó nha. Còn bây giờ thì mình kiếm tôm. Cái máy mình đặt đây nè cả nhà, thì mình đặt cái này xong cái mình bơi qua mình bơm nước luôn ha. Cái cuộc sống của mình ở đây á thì một năm á làm được một vụ ruộng với nuôi được hai vụ tôm á cả nhà. Nuôi tôm càng, tôm sú, tôm thẻ, tôm gì mình thích nuôi á thì mình nuôi ha. Coi con nào nó dễ nuôi, nó có lợi nhuận á cao á thì mình nuôi. Có khi nước mặn về hơi nhiều quá cả nhà, mình cũng thả cua biển là cũng được nữa. Bơi qua cái mình sẽ bơm nước nha cả nhà. Máy để hổm gài ba cái kiến, ví dụ nó khét ba thùng ốp cả nhà. Rồi không có chạy, không có lâu lắm rồi mình không có bơm nước á, biết quay nó chạy không nữa. Đấy mình quay thử với cả nhà. Hôm qua thì mình có bơm nước với đặt ba cái lú kiếm dạng tôm ăn cả nhà, cả nhà.
Thì hồi sáng mình cũng có đi dở mà trời mưa quá mà mình không có đem máy theo mình quay cho cả nhà xem được. Thì mình dở cũng được có ít tôm cả nhà, tôm hình như nó hết luôn rồi. Tôm chuyến này còn nhỏ nhỏ không à anh? Nhỏ xíu à, mà dở được có ít à, chắc hết rồi, hổm bị da thiết á, rồi bắt không kịp. Em cắt đầu trên, bữa nay em mày đặt em lột vỏ nữa nè. Rồi trời mưa bỏ đại luôn. Thì chiều nay bà xã mình cũng có mua hai đầu cá hồi á em. Này à, chả con cái anh ơi, cái đậu bự. Cái bự quá ha. Đây em mua của anh bán đậu tươi hồi nãy đi ngang đó. À. Mà em quên mà em nói em nấu đậu cá hồi mà em không có mua rau gì chứ, anh em suy nghĩ ở nhà mình có cù nèo nè. Thôi cắt em cho mình ăn được rồi. Mưa gió mà nhà có gì làm nấy đi, có tiết kiệm chút. Cù nèo thấy mấy bẻ nó cũng tốt kìa, bất đại vô ăn. Mấy bữa nay trời mưa nó tốt anh. Rau ngò ôm rồi đó, ngò gai rồi nè. Chút em đi hái mớ ngò gai. Làm xong đi cái đi ra trước hái. Tôm chuyến này nhỏ ha. Tôm nhỏ nhỏ không à. Mà còn được chắc vài con đủ ăn à, chắc không hết rồi. Mấy đợt mưa bão hổm nó bỏ đại không đâu, làm có tôi sống gì đâu. Hết cua luôn ha, không thấy dính cua luôn trời. Cua không thấy luôn. Cái cù nèo này của em anh làm gãy của em hay gì vậy? Trời ơi rau này ngon lắm nha, không có cho bẻ gãy nha. Dạ cả nó đi tới đi luôn nha. Dạ. Ôi ôi ngon quá anh ơi. Mấy bữa nay trời mưa ngon quá anh. Dạ cái lá thôi bây giờ mưa quá mình hái trước thì mình vô mình lặt sau. Thôi mà nó lên thiệt nè, rau cần của mình nó không hợp với đất này ạ. Ừ bữa hổm anh có bắt con sâu ở đây ra chưa, em thấy em hết hồn. Ôi con sâu gì mà nó đen bự ghê, ngon lắm á, ngon lắm, đụng vô lỗ chua ăn thơm mà ngon lắm, không có đắng luôn á. Với lại ngò ôm này ăn lên thuốc lắm nè, ngò gai là không thể thiếu đâu. Ngon quá ha. Em đi bắt ngò gai nhé. Cái ngò gai tốt quá nè. Ngò gai trời mưa cái gì gạo nó lên tốt mà. Biết ăn sao còn đâu muốn không nó hổm gài á. Hổm gài lo vận động quyên góp ship đồ từ thiện không à. Chưa ra tới đằng sau coi cái đám gà muốn mà. Em sợ mấy gà có quý nó quần hết. Nó đi tới lui á. Như thả mình phát thì chưa có lên kịp. Nếu mà phát mà lên kịp nó non lắm nè. Em
ra ngoài em nhốt mấy gà cũng quý lại thấy chạy vòng vòng trời mưa ướt trên nè, cái em thấy không muốn lên non quá, em cũng hái được nhiêu đi nữa nè. Không muốn đồng ha. Không muốn đồng. Ở Mạnh Phát thì chắc nó cũng mới lên đó. Nó mới lên ít hả anh ơi, không được nhiều. Em thấy mấy đợt anh hái nha. Trời mưa này mấy gà nó chạy vòng vòng hút nhẹp hết trơn kìa. Gà làm như nó không biết lạnh hết nha. Có lông vậy à. Gà nó phá dữ lắm. Ôi cộng này hư rồi. Em ra mưa chút là em lạnh rồi đó. Lá còn nèo này ăn cũng được, lá nào còn nguyên thì mình để mình ăn. Bữa nay là không có tốn tiền mua rau luôn anh. Cách này thấy mưa bão quá mình cũng phải tiết kiệm. Không có mua nhiều đồ quá tốn tiền lắm cả nhà. Rau muống này là mình phải lặt bỏ cái đọt cả nhà, thôi ăn bị chọt bụng chết. Phải cái đọt không? Cái mũ á. Dạ, có bữa hổm ha anh, hái vô ăn đau đau bụng bữa đó, nhớ không? Với rau đắng rồi ha, ăn hay chọt bụng lắm. Thằng cấp này từ hồi ba làm cái ông ngoại quý làm cái trái cái rồi không còn rau đắng để ăn luôn. Gì ăn trai? Quý qua ra cái bờ ké nó này làm cái gì con lặt cao cái gì? Thôi giơ tay hết. Mũ chính tay con đang thui chứ. Mẹ lặt cho. Hồi cái nào làm được mẹ kêu con ha. Tại vì con mới bệnh chưa mới bớt á, trúng nước chết. Gào sinh nhật ngon quá nha. Trời mưa lắc gắt này, thấy gào này cái nhớ tới cái nồi lẩu nóng nóng nha, đói bụng quá. Chưa nấu nữa đói vậy đó. Bữa nay mưa gió nữa, cái hai chồng nấu trong nhà nữa cả nhà. Hổm gãy trời nhớ mình dữ rồi ha anh. Cái trời ạ, hổm gãy mấy buồn dữ rồi. Cái cà này mình sẽ sắp ra để mình sấy cho nó cái nước lẩu nó đỏ đỏ cả nhà. Bây giờ mình sẽ cho me vô mình dầm cho nó ấy ra. Này mình sẽ xào cá hồi cho nó thơm cả nhà.
mấy cục chả vô mình xào cho thơm luôn. Có tôm á là mình để bình thường là mình nhúng vô à, chứ mình không có xào, sấy cho nó thơm. Mình xào cho nó săn rồi cái mình múc ra nha, cho cá nó đựng tanh thôi. Sẵn chảo này cái mình sẽ sấy cà. Mình cho vô miếng nước đi cho cà nó chín mềm á. Sẽ nêm cái nồi nước lẩu rồi cả nhà ơi. Đường vô. Thêm miếng nước mắm nữa. Mình nêm đồ ăn á, nhắm chừng không à cả nhà. Nêm bỏ vô vậy đi, cái hồi tới ông xã thử. Nêm người thử nha cả nhà. Chứ mình cũng không có nấu, không có chuyên nghiệp, không có biết mấy muỗng gì đâu. Cứ nêm đại vậy đó. Biết gia đình cả nhà. Ừ. Vậy là một cái. Vợ nêm, vợ nấu thì... Chồng thử. Chồng thử. Thử nào vừa ăn thôi ha. Em coi cái chảo này nè. Cho nó chín nó mềm, cái em đổ qua đây. Rồi, tới anh thử đi. Bà xã thì cũng mới vừa nêm xong. Thì bây giờ tới mình thử cả nhà. Mặn hả anh? Có. Cho thêm miếng đường. Miếng đường hả? Chua ha? Nó hơi lạc. Còn chua phải không? Còn chua. Mình không phải chua chua ngọt ngọt đó, nó mới ngon. Ông xã mình nấu ăn giỏi hơn mình cả nhà ơi. Với là cho mình thêm miếng mắm nữa cả nhà ơi. Không còn hay là nước mắm. Có cây nào nên xong nó hơi mặn quá không? Không biết là cái đó anh thường đó nghe. Mặn quá, mình bỏ nước vô. Là ông hồi ăn tới mơi chưa hết nữa. Giờ này thổi sáo dữ rồi. Ê, kỳ sáo là thổi, hô thang đói bụng mà thổi gì đó. Rồi, ok. Được chưa, được chưa. Rồi, giờ tới em phải không? Rồi, nhường lại cho bà xã đó. Này, mình cà chua của mình nó chín rồi, nó mềm rồi. Cái bây giờ mình sẽ cho nó qua đây cả nhà. Nãy mình không có bỏ dầu thêm vô cái... cà mình xào nè, tại vì mình thấy cá hồi á, dầu mỡ rồi, mình không có bỏ dầu ăn vô nhiều quá. À, có cái này thấy màu ha. Có màu đỏ rồi đó. Ừ, rồi bây giờ mình sẽ cho cá hồi vô luôn nè. Cá hồi vô. Chả nữa nè. Mình nấu chín luôn cái mình ăn, mình trụng tôm vô. Bây giờ lẩu thì cũng đã chín rồi cả nhà. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị dọn cơm ra ăn thôi. Thì cơm chiều của mình chuẩn bị ăn cả nhà. Lẩu thì cũng đã chín rồi. Giờ mấy tôm vô. Bà xã của mình sẽ bỏ tôm vô lẩu cả nhà. Mới chiều à con, chưa mới chín dạng à. Mới có 6 giờ con ơi. 5 giờ mấy 6 giờ gì? 6 giờ chiều. Nó thấy hồi tối rồi, nó cứ cơm tối rồi đó. À. Rồi để em à, cho. Mới có chặn dạng à, chưa tối không không con. Em quên lấy cây kéo rồi anh ơi, để em ngắt luôn ha. Bẻ đại đi. Đại nó cũng ngon á. Mẹ trụng cơm chín rồi, chứ mẹ bỏ vô con ăn nha. Cho vô
hết trơn muốn cho mẹ đôi đũa đi quý. Rồi mẹ nhúng theo luôn nha. Vợ chồng mình xin mời cả nhà dùng cơm chiều nha. Mời cả nhà dùng cơm chiều với vợ chồng mình nha. Để mẹ gấp tôm ra sẵn cho nó nguội nha. Cái món này thì Phú Quý có tôm với cá hồi nè, cũng có cá hồi nè. Mình rửa mấy chỗ thịt cho con ăn cá hồi á. Thích lắm, thích ăn cá hồi lắm Phú Quý á. Trời mưa lạnh lạnh gì có cái lẩu ấm quá ha. Trời mưa này chỉ ăn lẩu là ngon nhất luôn. Em kiếm mắt ha. Cái gì không anh? Khoái ăn mắt cá hồi lắm. Có ăn chả không? Nè, chút nè đúng không? Đây, đó. Cái này là cá hồi, cái này dễ con ăn nha. Nóng lắm nha, con nói thổi nha con. Thích ăn cá hồi lắm, ghét lắm, cưng lắm. Ngon không Quý? Thích ăn cá hồi được là tốt. Đúng. Như thiếu rau cái gì á. Ngon. Ngon 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 giống mình ăn liền á. Để nó bị nhẫn lắm. Ngon ăn mình hút á. Mắm nè. Rau ngon nè, người ta còn chỉ sỏi thận nữa đó anh. Như thiếu ăn rau cái gì, gặp rau cái thèm quá cả nhà. Không gài ăn uống cũng thất thường lắm. Còn là lo chạy vòng vòng không ăn ăn cơm ăn gấp ăn rút không à. Những cá hồi nó mềm nè em. Ngon lắm anh. Làm như rau đợt này em ăn nó không có nhẫn mà đặt chút ta. Anh ơi làm như trời mưa. Tốt ha. Nó tốt nó non mình ăn không có nhẫn. Còn có hỏi mình mới trồng nó còn cứng á, cái cọng rau chưa tốt kịp mềm lắm. Bữa nay ăn cái nồi lẩu chỉ tốn tiền cái đầu cá hồi. Tôm này cũng ở nhà nuôi. Rau thì cũng ở nhà trồng. Nãy giờ vợ lo ăn đồ ăn xong mà chưa bữa cơm đó. Chưa ăn cơm mà để bới với chồng. Thôi em còn nhóc nè.
vô mình trộn thêm. Cái đậu cá hồi nó có gân gân ăn ngon quá nha anh. Ừ. Ngay cái phụng á.